Chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop của mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được cái đầu giải mã có model là Marang NA6005. Đây là đầu giải mã chuyên nghiệp, đầu giải mã cao cấp đến từ hãng Marang Nhật Bản. Đầu giải mã Marang NA6005 là một đầu network audio player hi-fi nha các bạn. Dòng này được thiết kế rất bắt mắt, rất sang trọng. Đó, bao gồm phía trước là một tấm nhôm phay xước, ở bên là hai ốp nhựa cong rất đẹp. Đó, bên hai và ở giữa là một cái tem của hãng Marang NA605, một màn hình rất lớn ha, chữ rất sáng. Bên hai bên nó có hai nút, một nút là Enter để các bạn chỉnh khi bạn chỉnh vào setup, và một nút là các bạn có thể chỉnh chế độ ha. Các rồi bên đó nó có một cái lỗ phone, các bạn có thể chức năng level. Phía trước đây là nút nguồn, ở đây là USB, cái đây input, các bạn có thể cài trực tiếp ứng vào, các bạn sẽ cài đặt tất cả các chức năng ở trên cái đầu giải mã ha. Rồi bạn nào có những cái đầu Amply mặt đen thì các bạn mua cái đầu giải mã Marang này về trưng bày rất tốt. Hiện tại mình đang bán cái con Amply Marang PM8005 rất đẹp, nguyên full thùng xốp 18,5 triệu, và cái đầu Marang NA605 cũng full thùng xốp với giá 9 triệu ha. Đây thùng để mình tháo ra cho bạn, mình bị mới tháo, mình test cho các bạn thôi. Cả hai đều full thùng xốp nha các bạn. Bạn nào mua cả bộ đôi này về nghe trưng bày rất đẹp ha. Ở đây bên hông là nó có một cái tem chứng nhận ha. Plug và số series là 06451, trùng với số series máy nha các bạn. Mình đã test kiểm tra rồi. Đây thùng của nó là sẽ có một cái khiển zin theo máy ha. Đó, một sợi cặp dây AV của hãng Marang. Ở dưới đây là trong thùng sẽ có một đường ốc, một sợi dây optical chứng nhận Bluetooth Wi-Fi ha. Cái đầu này bắt được Wi-Fi. Các bạn đỡ kết nối dây lòng thòng và catalog đầy đủ. Đĩa đầy đủ, các bạn sẽ setup ha. Rồi. Rất đẹp. Đầu giải mã Marang NA6005 hỗ trợ là chuẩn nhạc DSD nha bạn. Chạy chiếc giải mã PCE hỗ trợ DSD là lên tới 280W, F-Plug là 192 kHz, Watt là 129 kHz và file Analog là lên tới 96 kHz, trong chuẩn 24 bit nghe các bạn, giải mã 4 bit. Dòng này giải mã qua 3 đường tín hiệu, thứ nhất là đường USB là đường USB mặt trước nghe các bạn. Các bạn sẽ chơi những đầu USB hoặc các bạn sẽ đọc đường ổ cứng, dung lượng đường rất lớn nghe các bạn. Bạn gắn USB hoặc ổ cứng nó đọc rất tốt, chất lượng âm thanh chuẩn DSD. Bên cạnh đó là nó có cái đường sau thì nó có đường giải mã, đường đồng trục, đường coaxial và đường cáp quang, tức là đường optical. Các bạn có thể kết nối trực tiếp từ Smart TV ha. Dòng này nó cho độ phân giải rất cao vì nó tích hợp thêm cái mạch mà Marang HDAMSA2 á. Cái dòng này là cái mạch độc quyền của hãng Marang dùng trong những đầu giải mã nghe các bạn. Nó cho âm thanh rất là chất lượng rất cao, với kích thước chiều ngang 44 cm, cao 10,4 cm và hầu sâu là 33 cm và máy nặng 6 kg. Các bạn có thể tải một cái app Marang Remote trên điện thoại iPhone hoặc là Android, iOS hoặc Android, các bạn chỉnh full chức năng ha, qua bài hay là các bạn có thể chuyển ngõ sử dụng như một cái điều khiển từ xa rất thuận tiện. Các bạn nhớ cái app là Marang Remote ha. Rồi tổng thể còn rất đẹp ha, nguyên trên nguyên bản. Bên sau nó có hai cần anten ha. Đó, sườn sắt là rất đẹp. Mình quay mặt sau cho các bạn xem luôn. Ở đây có hai cần anten ha, để các bạn bắt sóng wifi. Đó, hoặc là các bạn chơi Bluetooth rồi đó, chơi AirPlay thì nó sẽ chức năng ha. Ở đây nó có đường analog out, số ri là 6451 trùng, số ri thùng các bạn. Marang model 6 NA605 AC 230V 35W ha. Ở đây có đường optical, các bạn in out, đường in thì các bạn có thể kết nối trực tiếp từ Smart TV ha. Đó, các bạn đưa vào đây giải mã lên 24 bit rất là hay. Ở đây nó có con hỗ trợ thêm Wi-Fi Connect ha, khi các bạn kết nối muốn kết nối Wi-Fi WPS ha. Rồi
ở đây đường LAN, ở đây đường remote control, à, ở đây hỗ trợ thêm wifi connect dùng cho iOS ha các bạn ha. Ở đây rời và dây nguồn zin theo máy nha các bạn. Rồi rất đẹp, tổng thể máy rất đẹp ha. Bên này là mình các bạn thể chỉnh trên cái khiển hoặc là các bạn chỉnh trên input ha. Các bạn ứng input vào một cái nó có kết nối nè, internet radio, music server, bluetooth, iPhone, iPod, optical ha, rất nhiều ha. Đó, các bạn mới chơi Airplay nè, music server chơi Airplay nè, bluetooth nè, kết nối trực tiếp từ điện thoại nè, từ smartphone nè, iPhone, iPod là mặt trước chuẩn bị nè ha. Rồi optical kết nối trực tiếp từ smart TV nè. Đầy đủ công nghệ nên các bạn đầy đủ các tính năng giải mã nhạc số hiện nay trên thị trường, nên các bạn mua cái con Marantz NA605 về chơi là rất đáng chơi trong tầm tiền nha các bạn. Chất lượng lên đến 24 bit, giải mã chuẩn DSD rất đáng chơi. Sau đây mời các bạn nghe một đoạn mình đang kết nối cái đường optical trực tiếp từ Smart TV nha các bạn. Các bạn thể chơi Airplay, Bluetooth gì đều chất lượng đều rất tốt các bạn, âm thanh rất chi tiết trung thực. Mời bạn. Dù xa cách mặt mà lòng đừng xa, đừng nên réo gọi, đừng thèm mong. Dù cho ngày tháng bơ vơ, đừng cho lệ thấm trên môi hồng là ngày đó. Lòng người mình làm sao biết được tình người chung, làm sao sưởi ấm con tim mình yêu mình giữ nguyên trong lòng, mình sẽ thấy yêu thương mặn. Smart TV nghe nhạc Bluetooth giải mã đến 24 bit rất hay hơn trong tầm tiền. Mình xin thông báo đến các bạn cái đầu giải mã chuyên nghiệp có model là Marantz NA6005 là đầu Network Audio Layer Hi-Fi nha các bạn. Mình về tình trạng full thùng shop catalog khiển zin, dây nguồn zin mình bán ra với giá rất tốt, chỉ là 9 triệu đồng. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số điện thoại 0903 747 111, mình có ship toàn quốc.
Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.